mình mở cái hộp này ở dưới xà lan, thì cái em ở xà lan nói cái này là anh lo cái này không nổi đâu, anh mua cái này không nổi đâu. Nè, ý là nói cái giá trị của nó đó các bạn, là còn ăn ở nước ngoài về bán bù lon pin nè các bạn. Đây mì veo khay nè, mạnh cực quá các bạn. À, ngày xưa mình không bao giờ quan tâm với những cái súng này, mà mình vẫn quan tâm những cái súng điện, bắn lù lo mà bắn điện hoặc là bắn hơi đó các bạn. Đây súng hơi nè, các bạn thường thấy những cái video mình bắn hơi nè. Đó, nãy mình bắn con ốc mà 12 ly, 13 ly đồ đó là ra vèo vèo lắm các bạn. Không, hàng hiệu không thì các bạn vô kênh Thắng Phạm Miêu OK đó, các bạn sẽ thấy những cái súng như thế này. Nó sẽ là từ 5/6, 3/8, 7/16, vân vân, 9/16 là tới 3/4, rồi OK là 13/6 nè. Đó, là nó gồm hai hệ các bạn. Ở trên này nè, lúc trước mình đã điện rồi, mình hỏi ở đại lý, thì đại lý nó là cái cây Miêu OK là 220. Nhưng mà mình đã quên một điều đó các bạn, đó là cái hãng Miêu OK bán ở Việt Nam mình mà chưa thôi đâu các bạn. Đó thì ở đó là chỉ một lớp thôi, ở đây nó còn một lớp nữa. Đây nè các bạn thấy không, nãy mình để mức cao nhất mình bắn một cái một là bay hết trơn, là mấy cái bù lon lắp láp của máy DM4 mà 4 mùa sông đó các bạn, 4 cho tới rất là nhiều luôn các bạn. Thì ở bên đây thì nó hệ là hệ mét, hệ mét hết. Thì ở bên tay phải mình là nó hệ in con hơi như thế này. Đi đâu hết dây nhỏ lộn toàn nó các bạn, vô kia hay gì thôi. OK, bỏ em ở nhà đi, chặn tay nó còn mau hơn. Là mình để này nè các bạn, mình bắn cái súng thì nó đâu có cần cái phe chịu lực gì đâu, thậm chí cái cầm các bạn cầm hỏng rồi trên thì các bạn đấm cạch người chạy ra hết. Hello các bạn, một năm cũ 2019 đã qua rồi, bây giờ đã bước sang đầu năm 2020 rồi đó các bạn. Thì có lẽ lâu lắm mình mới gặp nhau, tại vì cuối năm thì mình cũng như các bạn vậy đó, công việc rất là bề bộn. Rồi có một số bạn là cũng thấy mình dán cái những cái video lâu lâu đó các bạn, cũng có ý là nhắc nhở hỏi thăm thôi, tại sao lâu quá có video. Sự cuối năm tự nhiên cái nó đuối ngang các bạn, nếu mà mình làm cái tiếp tục mình làm video nữa thì không có thời gian nghỉ ngơi, rồi đủ thứ các công việc hết. Thì hôm nay là cái ngày 10 rồi, ngày 10 âm lịch đó các bạn, 10 tháng giêng, thì cũng là ngày mình gửi ra mình nghiên cứu một số cái đồ nghề mình đó các bạn. Thôi thì cũng nên mình quay cái video ngắn mình gửi các bạn, cũng như mình cùng nhau mình nói chuyện cho vui vậy thôi. Thì các bạn biết rồi đó, cái mình là cái người thợ ở quê. Ở quê thì mình làm những cái động cơ thì nó tương đối là nó đơn giản các bạn, như cái động cơ này đây, rồi những số động cơ này thôi, cơ này là cũng cũ nè, rồi những cái động cơ nhỏ thôi, cập nhật công nghệ nó không có nhiều. Rồi đồ nghề cộng thêm đồ nghề thì nó sơ sài, cũng như là mấy cái video trước các bạn đã coi thấy đó, đồ nghề mình rất là bình thường, nếu mà không nói là tầm thường. Thì hôm nay mình bài trí lên đây một số, không biết gọi là sao các bạn, cái này là gọi đồ nghề hay là cái công máy công cụ thì hình như nó cũng chưa đúng lắm, tại máy công cụ là những cái máy lớn như máy phai, máy tiện rồi các bạn. Cái này có thể mình tự gọi là đồ nghề đi, các bạn nào có ý kiến gì thì bổ sung nha, để thì mình nói cho nó đúng hơn. Nhưng mình đưa lên đây là cũng không phải là mình review cho cái hãng nào hay là mình giới thiệu gì, mà nhưng mình cũng như nói chuyện với các bạn như những người bạn bình thường đây. Là cái đây là những cái món quà của mình được tặng từ cái kênh YouTube của mình đó các bạn, kênh YouTube các bạn đang xem đó, sửa máy miền Tây của mình đó. Thì mình làm cái kênh cách đây là khoảng, nếu mà nhớ không lầm chắc khoảng từ tầm nửa năm mà các bạn. Thì ban đầu mình tính là mình ra video để làm kỷ niệm những cái gì mình đã qua rồi đó các bạn, mình lưu lại
như em mình nói đó, ngày đầu tiên mình cũng không ý là mình quay phim để mình giao lưu các bạn nhiều đó, nhưng mà có cái duyên đưa đẩy thì mình cũng được các bạn quan tâm đối với một người thợ ở vườn mình mà mình là có tiền có dụng về nè, thì nói chuyện đó thì nó ba cúng các bạn chăm rẻ thì không có ra nó cũng ngại cái suất lắm giờ thì thiếu cảm thấy sự quan tâm các bạn từ lời mình để mình có kinh nghiệm, đó là những cô cũng như những người bạn tốt mình đó. Có thể là những bình luận thuận chiều, có thể là trái chiều, nhưng mà mình rất thích những cái bình luận trái chiều để mình có thể mình phát triển hơn. Nếu các bạn thuận dị quá thì mình không có tiến bộ. Thì trở lại vấn đề ở đây là có những món quà đến từ cái kênh YouTube của mình đó, như nãy mình vừa nói đó các bạn, không những những món quà này mà còn những một số món quà khác nữa, ví dụ như đây nè. Đây là cái máy cử từ, còn cái máy này là máy hàng xung nè, cộng thêm cái con lai cam này nữa, lai cam hút xanh Rino này nè, cũng là từ những người bạn mình đã tặng mình. Thì thông thường các bạn, thông thường thì là mỗi khi mình nhận một món quà dù lớn hay nhỏ thì mình cũng cố tình mình quay một cái video để mình gửi đến các bạn. Thì có một số bạn suy nghĩ mình là mình có thể là cho rằng mình hay khoe khoang, kiểu đó là chuyện bình thường thôi, mỗi người có một cái suy nghĩ khác, nhưng mà với cái ý của mình đó thì đó chỉ là cái nhỏ thôi, có chút xíu thôi, chứ thật ra trong cuộc sống mà các bạn sống thì mình nghĩ nó cũng như là cái ngọn đèn đi, như cái ngọn đèn pin đi, các bạn gọi vào những cái gì mà nó sáng sủa, cái gì tốt đẹp thì nó sẽ phản ánh lại những cái gì tốt đẹp đó, còn mình gọi vào những cái đống rác bãi rác đó thì nó phản ánh chiếu những cái gì xấu, những cái gì mà nó nhơ nhơ nhúc đó các bạn, thì đây là những cái gì tốt đẹp. Đối với mình đó là kênh điện tử Đồng Tháp đó các bạn, hai cái hộp gỗ bên đó đó là thật sự em này là hoàn cảnh rất là khó khăn luôn, có bị tật bẩm sinh luôn, các bạn không tin tưởng được, nhưng mà vợ vẫn tặng quà cho mình, có nghĩa là tình thương mến thương. Thì như các bạn đã từng xem trên những trang xã hội đó thì có những cái vụ án, có thể là cái người ta dành nhau từng tấc đất cộng rau đó, các bạn có thể chém giết nhau, dù là mà mấy thước đất thôi là anh em là giết cả nhà đó, các bạn đã từng xem rồi đúng không đó. Rồi người ta ra đường ta giành giật nhau từng miếng ăn đó, thì mình nghĩ ở đâu đó thì cũng có những cái tấm lòng rất là tốt, là nói đơn giản là có tình người đó các bạn, là người ta trao nhau những cái gì người ta cảm mến với nhau, coi như là đồng cảm đó. Thì mình đối với những cái kênh khác, có thể là kênh những kênh triệu view khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với mình, đối với cái kênh của mình tuy là mới thôi, bé nhỏ thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó ấm áp các bạn. Ấm áp là sao, là được mọi người quan tâm rất là nhiệt tình luôn, rồi tặng quà cho mình. Mình nếu mình nói cái tới giá trị vật chất thì mình tầm thường đó các bạn, nếu mà ai mà quan tâm đến giá trị vật chất thì mình trở nên mình tầm thường đó, nhưng mà thật sự ra những món quà nào đối với mình cũng trân trọng, hoặc là những một lời khuyên như thế này cũng như mà có cái anh nhà vui, rồi những người khác là khuyên mình phải làm như thế này thế nọ, hoặc là nhiều khi là thấy cái sàn mình á
là những cái cột nó nhỏ quá, khi mình là nên giảm cái áp lực ở trên những máy móc này là sẽ giảm bớt đi để gia cố cái nhà lại. Hoặc là có trẻ em thì không nên là chạy khói quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, rồi cộng thêm hàn nè, hàn thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đó. Đó, không chỉ những món quà mà những cái lời khuyên đó rất là quý báu đó các bạn, rất là trân trọng luôn đó. Thì mình nói vòng vòng thì nó cũng không có bày tỏ được cái ý của mình các bạn, tại mình không có là bên mình cái học vấn cũng không có cao đó, chỉ là học thợ thì cũng học lớn thôi, nói chuyện với bạn mà nói bằng cái tình cảm chân thật thôi chứ không có khó, nó khó mà phô bày ra để mình để nó rõ ý, bởi vì thì mong các bạn mà đạt ý quên lời thôi. Thì trước tiên là mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới cái kênh của mình đó. Rồi đã ủng hộ trong thời gian qua, thì hy vọng thời gian tới thì các bạn cũng luôn luôn ủng hộ mình thôi, thì mình trân trọng điều đó, cảm ơn các bạn. Mình nói cái gì đi chứ không lẽ lại đi vòng vòng hoài thì nó không có đi vô vấn đề được. Trở lại cái đầu ngày nè các bạn, thì nếu các bạn nào đã xem kênh rồi thì thấy như là cây súng bắn kích này các bạn là đã xem rồi. Hôm trước mình đã mở hộp về cái súng bắn kích mà Ryobi nè các bạn, là của em Phạm Lê Trọng Tiễn tặng mình đó, có nguyên cả cái video review luôn đó. Nhưng mà còn cái súng này thì đã quá lâu rồi. Cái này là của em tính ở gần nhà mình đó các bạn, từ xe qua đó. Đó tặng mình, nhưng mà không có cục pin đó, giờ mình xài cái bình không à, vô cái bình ắc quy đó mình xài đó. Cục pin này là bên cái máy của em Tiễn nè đó. Nó gì nào mới đúng nè các bạn, nhưng mà tại vì cái máy này nó có búa đó, nó thành ra là cái búa thành ra là mình hai gắn vào cái máy này để mình bắn nó mạnh hơn, là trong lúc đó là chưa có hai cái máy này các bạn. Đó. Đó, bây giờ mình bỏ pin ra cho nó gọn đi các bạn ơi, tại hai cái máy này để mình gỡ những cái động cơ xăng thôi. Cục pin này thì xài chung cho hai động cơ, sau đó là em Tiễn đó nó là sẽ làm cục pin khác cho mình, tại vì hai cái máy gắn cục pin với là cục pin gắn vô đây đó các bạn thì nó không ăn cái khớp á, rất là dễ rớt. Thì mình nhiều khi bắn xong là phải lấy cái dây mình buộc lại để nó rớt cái xong cái tỉnh rồi luôn à. Thì cái phần này là xong rồi, cái này là hai cái máy cũ, cái máy đã lâu rồi à. Này thì nói tới hai cái máy bắn bên này, các bạn thấy cái máy này là cái máy bắn vít pin à. Cái này bắn vít nha các bạn, cái đầu bắn vít nè. Đó, nhưng mà thấy nó cũng khủng lắm nha, không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy lớn à. Đó, nó dít, nhưng mà mình đã vừa mới mua cái đầu chuyển rồi nè các bạn. Đây gần vô rồi à, cái đầu này chuyển là từ cái máy bắn dít mà ra cái đầu 1/2 nè các bạn, để gắn vô những cái khẩu thông thường đó, tại vì nó rất mạnh các bạn, so với cái máy bắn pin nhỏ này thì nó mạnh hơn rất nhiều luôn. Các bạn thấy cục pin nè, 19.2V nè các bạn, khủng lắm đó, nó không thua gì cái máy cái cục pin đó là nó lớn ra với cái số von đó, là nó không thua gì cái máy Miwelkay nè các bạn. Nhưng mà nó là cái máy này là máy bắn vít pin nhưng mà nó cũng lớn nè các bạn, coi nè, cái này là cái gì ta, đọc đây, Grabman hả? Grabman là cái ý nghĩa gì, nói tối quên mất tiêu à? Dạ, đó là thợ thủ công hả? Dạ. À, nếu cái máy cưa mình đó là cái người công nhân giỏi thì cái này là thợ thủ công các bạn, bắn rất ấm rất êm luôn, chạy ấm y chang cái máy bắn vít pin của em Trọng Tiễn luôn, nhưng mà nó cũng mạnh lắm. Rồi nãy mình bắn con ốc mà 12 ly 13 ly đồ đó là ra vèo vèo luôn các bạn, có búa, loại này có búa, cây này thì không có búa nha. Rồi tiếp tục là cái cây bắn bù lon pin nè các bạn, đây Miwelkay nè, mình kêu mà Miwelkay hay gì nó không biết nữa, đập thì không có lành lắm, nhưng mà nhìn đưa vô cho các bạn thấy cái nhãn hiệu là biết rồi. Thì cái cây này mình cũng chưa biết nhiều về nó, nhưng mà mình có nói chuyện với em Tiễn là
bên họ đó trao cho mình cái súng bắn dứt pin này, thì anh Tiến nói cái cây này là có thể nó là cái cây cây súng bắn bù lon pin mà nó không chổi than nè các bạn. Anh nhìn vào hình như là chữ gì nè, chữ nào chữ gì không? Full đó, thì là nó có thể là nó không chổi than, thì thường thường những động cơ không chổi than thì nó rất là hiện đại các bạn, mà chạy nó bền nữa, không biết có đúng hay không à. Rồi cộng thêm là pin nè, pin như có cái này chưa cập nhật được các bạn ơi, cái này chưa, cái gói pin là cái này đây nè, cái này có báo pin nè các bạn, đây 1 2 3 4 nè, có báo pin nè, hiện tại là nó đang đầy pin. Nhưng mà nói tới súng này thì tự nhiên nó hơi buồn chút xíu các bạn. Đó là các bạn biết sao không? Mình mới giờ mình đâu có biết cái này là cái nút áo pin, mình cứ nghĩ là cái súng bắn bù lon pin này nè. Là nhiều khi ở xa đem về thì pin nó hao đi, mình không cần kiểm tra nè. Đó, không kiểm tra cái mình tưởng là nó yếu pin, cái mình lấy cái cục sạc ra mình nạp pin vô. Đó, đó mới là vấn đề đó các bạn. Nó nạp pin vô thì thường thường á, mình xài món đồ thường thường mình đọc rất kỹ các bạn, mình lấy kiến ra mình đọc cái thông số nó coi rồi cái mức nạp pin nó là bao nhiêu volt điện máy rồi các bạn đó. Nhưng mà lúc trước á mình dự định mình mua cái khoang này, cái súng bằng bù lon pin này nè, Mimokai này nè, là của một cái chỗ nào giống như đại lý rồi các bạn, này là của bên Akin em tháng Phạm Nguyên OK đó. Thì mấy cái này là hàng hiệu đó các bạn. Có biết không, hàng hiệu không thì các bạn vô kênh tháng Phạm Nguyên OK đó, các bạn sẽ thấy những cái súng như thế này. Thì cái giá nó rất là đắt đó. Đó, rồi cái em này nè, cái em mà mua hai cái này tặng cho mình đó là không cho mình mua. Nó chừng nào mà có thể thì ở bên ở nước ngoài đó gửi về cho mình xài à, thì cái quay thì qua Tết thì nó cũng vừa về tới mình. Nhưng mà thật ra là đem về là 4 cây nè các bạn, 4 cây nè, trong phải 2 cây, một cây bắn dít pin nữa giống như cây này, nhưng mà hiểu gì mình không biết nha. Rồi thêm một cái cây cưa pin nữa, cưa pin là nghe nó có cái lử cưa như cưa kiếm mình cho đó các bạn, là cây cưa pin đó. Thì qua hải quan không biết vì sao á bị gọc lấy hết 2 cây à, gọc lấy hết 2 cây kia mà cũng may là còn 2 cây lớn nè các bạn, 2 cây lớn này còn lại được nè, đó là cũng điều may mắn xui, nhưng mà nó cũng còn số thôi, lấy mới hết 4 cây là cắn tay luôn rồi đó. Thì nãy trở lại vấn đề, có nghĩa là hồi nãy mình sợ nó yếu pin đó các bạn, pin nè các bạn thấy nè, pin là này nè, pin 18V nha các bạn, 5.0 luôn đó, pin này là theo chuyên gia nó đã là cái pin này mạnh 2 lớp hay gì đó, giả mạo lắm đó. Còn đó, mình gỡ ra cái mình đưa vô cục sạc, mình sạc các bạn. Thì nói tới đây thì mình xin lỗi cái em mà tặng cái bộ này cho mình, tại vì mình không biết đó. Lúc trước mình đã điện rồi, mình hỏi ở đại lý thì đại lý nó là cái cây MiWiFi là 220, nhưng mình đã quên một điều đó các bạn, đó là cái hãng MiWiFi bán ở Việt Nam mình thì người ta sẽ tạm biết là ở Việt Nam mình là xài 220 không, thì cái bộ nguồn bộ sạc này đó các bạn, thì người ta sẽ làm sẵn là ở trong là xài kim điện 220 đó. À, mình có hỏi rồi tới lúc đó mình sao không biết trời khui xui đất kiến sao đó. Đó mình lấy ra mình chưa có đọc nữa, chưa đọc mấy cái thông số này nữa các bạn, như là bao nhiêu von rồi nằm đây nè, đó dụng 120V này các bạn thấy không đó, mình chưa đọc cái mình lấy cục pin mình ghim vô cái mình ghim vô cái cục sạc, rồi có khách tới cái tự nhiên cái sao mình ghim vô luôn, rồi ghim vô cái nó làm cái sèo các bạn, xịt khói từ lưa hết trơn luôn. Rồi xong đó, mới lật ra đọc thì nó chị này chỉ có 120V thôi đó, y gan như cục sạc của máy này, nhưng mà cái bộ sạc của cái máy cái cây MiWiFi này rất là đẹp các bạn, đẹp cực kỳ luôn, đẹp tuyệt vời luôn, y gan như cái súng, nếu mà súng đẹp bao nhiêu thì cái bộ sạc nó cũng đẹp y gan như vậy đó các bạn. MiWiFi nè.
đó, đau lòng hết biết đem lại sửa điện, lại điện tử sửa, sửa thì điện tử quá tay các bạn, không có đồ nghề. Thứ nhất là nổ cái tụ nè, thứ hai là con IC nguồn gì đó nó bị có vấn đề, đó là thợ ở địa phương mình là chẳng đoán như vậy, thành ra ráp lại không có dám đồng địa gì hết. Đó. Đó, rồi có thằng em nó là để nó sửa lại các bạn, nó sửa lại, nó đặt hàng đặt IC rồi nó làm lại đúng lại 120V y như zin á, tại vì nếu mà nguồn 220 nó cấp vô thì nó giảm một số chức năng như mấy con cản rồi đó, các bạn sẽ cắt bớt đó. không cho mình làm 220 mà sẽ làm lại 120 y như cũ y như zin đó, thì cũng nhờ có một người em hỗ trợ mình cái phần đó nữa đó, nếu không là mình phải mua cái khác các bạn, nhưng mà tiếc cái là cái cục sạc nó còn rất mới, cực kỳ mới luôn, mình không tốn tiền mình cũng không có tức, mà tức cái là từ ở nước ngoài gửi về các bạn tới đây ngon lành, mà mình vô ý chút xíu mình đã làm hư cái bộ sạc, quá tiếc các bạn, mới chắc đau lòng hết biết thôi, xin lỗi các bạn mà đã tặng cho mình cái đó đi, tại vì mình không biết nước ngoài thì sạc 120 không à, mình tính nghĩ như là miêu phải là sạc 220 hết, không ngờ là cái ta nhập vào thị trường nào thì người ta sẽ làm cho nó đúng cái nguồn xài của thị trường đó các bạn, cái đó là cái vấn đề lưu ý nha các bạn đó. Rồi cái vụ mà mắc hai súng bắn bù lon pin mà qua hải quan để nó mất thì anh trai mình ở thứ sáu đó, anh đã chuyển hàng, anh chuyên gia chuyển hàng đó các bạn, thì anh nếu mà những cái đồ nào mà qua hải quan các bạn làm là những cái vali bằng có thể là ở trong hay chèn nhôm để hơi bị gập túi đó các bạn, tại ở nước ngoài thì không sao, là về của sân bay mình thì nó hiện tại là nó còn cái vấn nạn đó. Thì ảnh gửi điện thoại từ ở Cần Thơ ra miền Bắc á, những cái kiện hàng có giá trị các bạn là ở ngoài cái thùng á thì tấn nhôm hết, và mấy cái góc có thể là bấm lại hết khoảng hai lớp gì đó là mới an toàn được, còn nếu mà là những cái túi hoặc là cái thùng giấy là bị gập hết các bạn. Bởi vì mình cũng lưu ý các bạn điều đó, tại vì anh mình ảnh hay cái chuyện đó, ảnh mới nói anh là đi cái những gì quan trọng là phải tấn vách hoặc là bấm bấm nhôm bấm toàn là hết các bạn, thì sẽ không bị rọc được. Còn ổ khóa, còn cả bẻ ổ khóa thì mình thua luôn, cũng không có cách giải quyết, mình hạn chế tối đa thôi các bạn ơi. Thì cái cục sạc vừa rồi đó, nó hồi quên vừa rồi mình đã gửi em mình làm rồi, trong khoảng tuần trở lại là có trở về lại các bạn y như cũ lại, thì cái đó thì khắc phục được cũng rất mừng, tại vì không biết giống như em Tiễn tặng của mình là 12V nè, còn cục sạc này vẫn là 120V nha các bạn. Sau em Tiễn đã hướng dẫn mình sẽ làm sau mình sẽ làm cái đường điện lợi 110 với cái chua 110 thì làm 3 chân hết các bạn, còn 220 thì làm 2 chân đó. Cái đó là có một điều hay mình cập nhật nữa đó nha, sau mình đi đường điện lợi 110 là mình kiếm mấy cái chùa ba chân là hết, để mình tránh nhầm lẫn đó các bạn đó. Thì mình này, nhiều khi các bạn nói mình dài dòng, nhưng thật sự ba cái này mình cập nhật được nhiều thì mình sẽ cùng các bạn trao đổi, mình có thể mình nói được các bạn ngừa thôi đó. Thì cái súng này á, nếu mà cái súng này các bạn ăn dít á thì nó bắn ngon, nhưng mà nó yếu hơn cái súng này. Chúng này thì nó bắn bù lon nó hay các bạn, còn cái này là cái chế độ trượt thành ra nặng, nó không có búa các bạn, nó chỉ bắn rồi nó trượt là có thể mình điều chỉnh được nè. Thì cái này nó có búa, cái súng này nó thấy gì mà nó có búa nè các bạn, cái búa là mình cầm nặng là nó vỗ cạch đó. Cây này cũng có búa luôn, là coi như cái cây này là nó mạnh hơn cây này rất nhiều luôn. Hồi nãy mình bắn bù lon là mình biết, mình thử rồi các bạn, test thử hết rồi. Cái này cái đầu chuyển này là mình mới đầu tính dự định mình chế, nhưng mà không ngờ ra chợ mua có, mình mua luôn đó. Từ đầu bắn dít ra 1/2 nè, cực ngon nha các bạn. Để bán ốc bự thử cũng không bức, cái đầu mình cũng sợ bức thôi đó, đơn giản. Còn cái đó, còn cái súng này thì khó phải chê. Đây cái súng này là số là số mấy, số hiệu mấy nè, không biết nữa. Chứ cái này là cục pin, nhưng là 72 mấy nè, không sao.
M18. Ờ, cái súng này là đại khái là nó M18 các bạn ơi, nó y như cục pin luôn. Thì súng này là mạnh cực quá các bạn. À, ngày xưa mình không bao giờ quan tâm với những cái súng này. Mà mình vẫn quan tâm những cái súng điện, bắn lù lo mà bắn điện hoặc là bắn hơi đó các bạn. Đây, súng hơi nè, các bạn thường thấy những cái video mình bắn hơi nè. À, là mình nghĩ nó hơi với điện là nó mạnh. Tại vì cái nguồn điện với nguồn hơi là bao giờ nó cũng mạnh hơn mấy cái này hết. Đó, cái đó là cái sai lầm của mình là biết bao nhiêu năm qua các bạn. Những cái súng hơi này nè, các bạn thấy những con ốc mà nắp láp máy D8 thôi. Đó, 12 ly á, nhiều khi á, mình ngồi mình phải dặn ra rồi mình mới lấy cái này bắn vô, mình bắn cái súng này các bạn. Các bạn thấy mình bắn đó, còn nào mà coi kỹ là biết rồi. Bắn cho nó nhanh thôi. Đó. Còn cái cây này thì nó khá hơn. Nè các bạn nè, cầm. Trời ơi. Ổng thằng chị ha, khá hơn thôi. Nhưng mà bắn cái súng mà bắn cái ốc mà nặng như là D24 là thua bó tay các bạn. Là không có ra nổi. Cầm nặng còn hơn cái gì đó, mỗi lần gỡ cầm súng này là ngán ngược. Bỏ ổng rồi, hồi đó giờ không có xài nhiêu chứ. Mặc dù là trên 5kg luôn. Bỏ ổng đóng luôn. Ngán là không nổi. Đó, mình cứ nghĩ là nó mạnh. Còn mấy cái này pin nè, còn pin sao mạnh thưa các bạn. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm nhất của mình hồi đó giờ. Thật sự mấy súng bắn pin này á, không biết người ta làm ra nó cái giảm tua chuyện sao đó các bạn. Mà nó bắn cực hay luôn. Hồi nãy á, mình đã bắn con bù lon của cái máy D24 và 4 bù xong đó các bạn. Các bạn biết đó là nó 32. Nó là cái đầu khẩu này là 32 nè. Mình bắn bay ra hết luôn các bạn. Đó, mình bấm cái mức này là vừa phải nè, mạnh. À, có cái mức này có thể là cái mức mạnh nhẹ rồi không biết nữa. Hồi nãy mình để mức cao nhất mình bắn một cái một là bay hết trơn là mấy con bù lon nắp láp của máy DM4 mà 4 bù xong đó các bạn. Là bay hết. Thì ở trong những cái dàn máy thông thường mình thì nó không có cái nào mà lớn hơn những cái đầu đó hết. Mà nó nặng hơn á, trừ con ốc bánh chớn thôi. Mà ốc bánh chớn thì mình bấm mình xiết rồi đâu. Cái máy này dọc bắn được mình cũng không bắn các bạn, tại mình cưng nó đi. Đó, các bạn tưởng tượng sức mạnh nó là thế nào. Ghê lắm các bạn. Đó, bây giờ mình mới biết cái sai lầm của mình là nó gì chứ. Những con máy này bắn rất là tiện lợi. Cộng thêm á, các bạn đi không có dướng dây như những cái súng bắn mùi lon hơi. Những cái súng bắn mùi lon hơi như thế này. Đi đâu có dây nhỏ lòn tòn đó các bạn, vô ghe hay gì thôi. Ok, bỏ em ở nhà đi, dặn tay nó còn mau hơn. Ở chuyện dây từng vọng. Đó, bây giờ có cái súng này. Không, mình làm nữa, cảm giác nó không có ngán nữa. Mình thật sự ra mình dàn cái bài dàn đồ này các bạn, mình lên mình đây cái mình ngồi mình ngắm nghía là thú lắm. Nếu mà các bạn là thật sự là yêu nghề rất là thích đó. Cộng thêm á, trước giờ mình có cái bàn ráp máy rồi mà nhưng cũng ít khi mình gã ráp ở trên này. Và lý do là tại vì sao, lý do là bắt đây các bạn nó cố định không có vững. Ví dụ muốn dặn hay gì các bạn để dưới đây vậy nè, các bạn để đây đi thì các bạn sẽ nó ở dưới cái nền đất á, cái nền sàn á nó rất là chắc các bạn á, có thể là người chịu người dặn đồ được, nó khỏe ghê hả. Đó, còn ở trên này là có khi các bạn dặn mạnh quá cái nghiêng cái xe luôn. Cái xe này thì cái trọng lượng nó không có nhiều lắm, rồi cộng thêm bàn là nó xoay rồi đó. Đó, thì ra những khi nào mình gắp những cái động cơ nhỏ hoặc là mình muốn quay video cho nó lạ mắt cho các bạn coi thì mình để nằm gắp, còn thông thường thì đa số ở dưới này không các bạn. Đó, để dưới cái nền đất mình ráp không đó. Nhưng mà nó giống như là tự nhiên mình có cái đến một lúc nào đó mình sẽ đưa được cái gì mình sẽ được đó các bạn đó. Thì tự nhiên cái những món quà này đã đến với mình đó, thì thật là bất ngờ mà nó là phù hợp với công việc của mình. Phù hợp với công việc mình là sao các bạn, là mình để này nè các bạn, mình bắn cái súng thì nó đâu có cần cái phải chịu lực gì đâu, thậm chí cái cầm á các bạn cầm không rời trên thì các bạn đấm cạch gì thay ra hết đó. Thành ra là giờ phải nói là vô tư gấp máy gã máy trên này là không vấn đề gì hết. Đối với cái có những cái dụng cụ hỗ trợ này thì là ok rồi. Rất là hài lòng các bạn, hài lòng. Nãy giờ mình nói vòng vòng thôi, nhưng mà còn một món quà nữa mình muốn giới thiệu với các bạn luôn.
cùng chung một chủ nhân với hai cây súng bắn luôn, cây bắn vít pin Rapman này nè, với cây Miguel Kay M18 này. Đó. Đó là một món quà mà các bạn đã thấy rồi nhưng mà cũng như là chưa thấy. Đó, bỏ anh men này xuống dưới đây. Bỏ men này xuống dưới cho nó rộng đi. Rapman luôn nè các bạn. Đó. Đó, mình sẽ cho các bạn coi. Đó, bạn thấy không? Wow, tuyệt vời luôn. Đây. Đây là những cái chiếc chìa khóa của Rapman nè các bạn. À. Chìa khóa này bên đây là hệ mét nè các bạn. Hệ mét nè, các bạn thấy số không? À, 10 11 12 13 14. Đó, là bên tay trái. Thì ở bên đây nó là cái hệ in nè các bạn. Hệ in nè. Những là cũng là đầu dòng là miệng hết, rất là sắc sảo luôn các bạn. 9 phần 16 rồi nè, các bạn thấy không? Rapman nè. Đó. Những cái khoảng như là 12 rưỡi rồi các bạn. Cái nào mà nó số chẵn mà nó hơi chật chật có thể đúc số lẻ này vô là nhất luôn. Còn đây là những cái đầu đầu khẩu nè các bạn, đầu khẩu dài. Đây, những đầu khẩu dài thì ở nếu là ở dưới này nó là hệ mét. Nè các bạn thấy nè. À đây nè. Đó, hệ mét nè các bạn. Từ 10 cho tới là 10 19 18. Đó. Thì ở trên đây nó sẽ là từ 5 phần 6, 3 phần 8, 7 phần 16 vân vân với 9 phần 16. Là tới 3 phần 4 rồi ok là 13 phần 6 nè. Đó, là nó gồm hai hệ các bạn ở trên này nè. Đây. Đó là phần trên nhưng mà chưa thôi đâu các bạn. Đó. Thì ở đó là chỉ một lớp thôi. Ở đây nó còn một lớp nữa. Đây. Nè các bạn thấy không? Đó. Đó, một lớp ở đây á gồm những cái đầu cái cần gặt mà mở nhanh nè các bạn, gặt hai chiều nè các bạn thấy không? Đó. Đó, hơi tối rồi phải có cái đèn ngon quá, bắt hai đèn luôn coi. Dạ. Đó. Đó. Đây. Đèn ngoài xong luôn. Thì các bạn thấy nè. Có lẽ là thứ nhất là cái màu nó chóa quá đi các bạn. Thứ hai nữa là nó trời cũng hơi bắt đầu tối rồi. Thành ra các bạn nhìn không thấy rõ đâu. Chỉ là sáng là với nhau thôi. Chỉ đây những đầu tiếp là nó 3 4 cho tới rất là nhiều luôn các bạn. Thì nó cũng y chang như ở trên này. Thì ở bên đây thì nó hệ là hệ mét. Hệ mét hết. Thì ở bên tay phải mình là nó hệ in. Đó, thì những cái đầu khẩu mà đầu khẩu loại bông này các bạn. Đầu bông này rất là tiện dụng trong cái nhìn gỡ những cái động cơ như là Nissan rồi nè các bạn. Kia rồi mấy thằng Kuota 72 nữa các bạn là xài đầu bông này nè. Đó. Thì cũng ở đây là ngang hết. Đó. Bên đây là hệ mét, bên đây là hệ in là đầu bông hết. Còn ở đây thì là cũng là hệ mét. Tới đây. Ở bên đây là hệ in nhưng mà nó là đầu lục giác các bạn. Đầu lục giác là sao? Để gỡ những cái đồ các bạn mình nói gỡ thì nó hơi dân gian chút, nó hơi địa phương chút xíu nhưng mà nó là tháo những cái con bù lon là nó không có được còn nguyên dạng lắm á, thì cái đầu lục giác này sẽ hay. Còn đầu bông thì những gỡ những cái động cơ nó hơi cao cấp hơn chút xíu. Đó, rồi tiếp theo là những cái cần lắc nhanh nè các bạn, rồi cần nói nè. Cần nói thông thường nè, 1/2 nè. Đó, còn cái cần nói này là mấy phần nó nhỏ hơn nè. Đó, cũng quên rồi nè các bạn. Đây cái này gồm 3 cần lắm đó nha. Đó, bạn thấy nè. Đó, rồi bên tay phải nó là nguyên cái dĩ lục giác thông dụng thôi. Đó, rồi con vít nè các bạn, vít nữa thì nó cũng có đầu vít nè.
cộng thêm những cái cần cái lắc léo nè các bạn, giống như cái cát đăng đó. Đó, rồi cái này là cũng những cái cần nối của cái bên hệ những cái nhỏ này. Đó. Thì đây nè, tiếp theo là những cái cần, những cái cần khẩu dài nè các bạn. Khẩu tiếp gì dài nè, từ 10 tới 13 nè các bạn. Rồi bên đây cũng là hệ in đó các bạn thấy nè. Hệ in không. Đó. Cái này là cũng cái này xài cũng không quen, cũng hơi lâu lâu là mới nhớ được các bạn ơi. Hình như là hệ in này nè, ví dụ như là nó 12 mét là nó 10 là số chẵn không ha, thì hệ in nó là 3/15 là như thế, lấy 25.4 là nhân 3 chia cho 15, ví dụ gì đó các bạn, không biết phải không à. Để nên nữa mình coi là mình tính lại rồi mình viết cái bảng mẹ chơi được cái này quá rồi đó, cho nó cũng lu bu. Thì cái hộp này các bạn có thể là trong video các bạn thấy nó nhỏ nhưng mà ở ngoài nó rất lớn các bạn. Để coi, một gang là 2 tấc nè, 4 tấc là 5 tấc. 5 tấc là 50 cm đó các bạn, 50 cm bề ngang. Đó, còn cái bề xuôi nó là nó khoảng chừng 38 đó các bạn. Rất nặng nha, mình nếu cầm cái này là cũng gần cả chục kg đó. Đó. Thì nếu như các bạn nào đã xem cái video mà sửa cái máy đề chính ở dưới cái máy SS13 các bạn dưới xà lan á, thì mình đã từng gửi cái hộp này nè. Mình mở cái hộp này ở dưới xà lan thì cái em ở xà lan nói cái này là anh lo cái này không nổi đâu, anh mua cái này không nổi đâu. À, ý là nói cái giá trị của nó đó các bạn, là còn ăn ở nước ngoài vậy đó. Hoặc là có bán ở Việt Nam mà những chỗ cao cấp đó các bạn, cái đó mình cũng hiểu, thì mình cũng không có mơ tới một ngày nào đó mình sẽ sở hữu cái hộp này. Tại vì cái hộp này theo mình biết á, cái em tặng mình biết là nó đã từng nói với mình đó, là cái hộp này là những cái xe mà đi chạy đua rồi các bạn, hoặc là người ta đem theo á để người ta tự sửa nè. Trong đây nó gần như là đầy đủ hết rồi. Đó. Thì cái món quà này là chung với hai cái súng đó các bạn, cái Rapman này với cây Miguel Kay này nè. Đó là ba món quà này còn sót lại trong năm món quà đem về đó. Thì không biết nói sao, nhưng mà mình cũng mà trước tiên là mình cảm ơn với cái em đó, với tất cả các bạn đi đó. Khi các bạn thấy những người mình không có chưa từng quen biết với nhau, chỉ sẽ gặp nhau trên video mà có tình cảm đến nhau các bạn, nếu các bạn thì các bạn nghĩ sao đó. Thật quá bất ngờ luôn rồi đó. Thôi bây giờ mình đóng nắp lại đây, đóng nắp mình bỏ hộp ra lại các bạn ơi. Nãy giới thiệu cái này hơi nhiều rồi. Cái tại vì mình quá vui mình chia sẻ với các bạn, các bạn thì cũng như người nhà mình thôi. Những bạn mình là những bạn xem video mình là rất là dễ tính. Nó mới xem những cái video mình, còn tại vì cái video mình tầm thường thôi, không có gì ngoài tấm lòng đối với nhau thôi. Đó. Thì mình cũng nói với các bạn là từ đây tới sau mình rã máy là cái công việc mình sẽ là rất thân thiện với những số đồ nghề nè các bạn, đồ nghề hiện có đó. Thì công việc mình hoặc là chuyện từ đây về sau mình sẽ quay video, cái thời gian nó sẽ ngắn lại các bạn, ngắn lại là nhờ những cái này. Những cái đồ nghề hỗ trợ này nè. Mình xin chia sẻ cái niềm vui mình đối với các bạn. Thì cũng hy vọng cuộc sống này những cái gì tốt đẹp nó đến thì những cái gì xấu xa nó sẽ lùi lại sau các bạn. Nhưng mà những cái nhà văn nhà thơ người ta nói như vậy đó. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì cũng tri ân tất cả các bạn của mình. Thì nói hồi vòng chắc cũng hơn chục phút rồi các bạn ơi. Thế thì tạm biệt các bạn. Rồi nay mai mình sẽ gã cái máy nào đó, mình sẽ tiếp tục mình quay video các bạn coi với những cái đồ nghề này các bạn. Thôi thì tạm biệt các bạn nha, chúc nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.